Chiều tối 7 tháng 5 năm 2023, thông tin từ Công an thành phố Biên Hòa cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ án đổ xăng phóng hỏa khiến một người tử vong, ba người bị thương cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền. Ông Phan Hoàng Huy Vũ, 48 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, người tử vong trong vụ cháy, được xác định là nghi can gây ra vụ việc. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình ái với một phụ nữ 43 tuổi. Theo điều tra ban đầu, vào trưa 7 tháng 5, tại quán bán cá cảnh trên đường Hà Huy Giáp, ngay vòng xoay Biên Hùng, xảy ra vụ cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt khống chế, không để lửa cháy lan sang các nhà xung quanh và sau đó dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy làm ông Phan Hoàng Uy Vũ tử vong, ba người khác bị thương, gồm con gái, con rể và cháu của người phụ nữ 43 tuổi. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, Công an thành phố Biên Hòa xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người. Cụ thể, giữa ông Phan Hoàng Uy Vũ và người phụ nữ có quan hệ tình cảm. Gần một năm nay, đôi bên mâu thuẫn, người phụ nữ yêu cầu chia tay, nhưng ông Vũ không đồng ý. Đến trưa 7 tháng 5 năm 2023, ông Vũ mang theo một căn xăng loại 10 lít đến nhà người tình, nhưng bà này không có nhà. Ông Vũ đã đổ xăng đốt nhà người tình. Sau đó, ông Vũ tiếp tục chạy đến quán cá cảnh nơi người tình làm kinh doanh, nhưng chỉ có con gái, con rể và cháu của bà này ở đây. Ông Vũ đổ xăng trong can mang ra đốt. Hậu quả, ông Vũ chết tại chỗ, ba người nhà của người phụ nữ bị thương, hai căn nhà bị hư hại nặng.